Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết danh tướng Phạm Cự Lượng là người có công rất lớn trong việc đưa Lê Hoàn lên ngôi và lập ra nhà Lê. Tuy nhiên, khi xét về công và tội của Phạm Cự Lượng, mọi người vẫn còn nhiều tranh cãi. Các sử gia đương thời cũng có nhiều mâu thuẫn trong cách nhìn nhận. Vậy tại sao có những tranh cãi và mâu thuẫn đó? Hãy cùng chúng tôi quay trở về thời điểm rối ren của Đại Việt cuối thời Đinh, đầu thời Tiền Lê để cùng tìm câu trả lời nhé! Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Cự Lượng sinh năm 944, mất năm 984, còn gọi là Phạm Cự Lạng, người làng Trà Hương, Khúc Giang, nay thuộc Nam Sách, Hải Dương. Phạm Cự Lượng sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ, ông nội là Phạm Chiêm, giữ chức Đông Giáp tướng quân thời Ngô Quyền, cha là Phạm Mạn, làm tham chính dưới thời Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. Bố mẹ ông có 8 người con, 5 trai, 3 gái đều hiển đạt. Anh cả của ông tên là Phạm Hạp. Từ nhỏ, Phạm Cự Lượng đã tỏ rõ tư chất thông minh, có trí lớn, văn võ đều thấu hiểu. Ông thường cùng anh cả là Phạm Hạp đem tiền của chiêu dụ mọi người, mua ngựa luyện quân. Khi Đinh Bộ Lĩnh lấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Phạm Cự Lượng cùng Phạm Hạp đem hơn 2.000 người, ngựa từ quê đến Hoa Lư, phò Đinh Bộ Lĩnh. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng trở thành tướng tâm phúc của vua. Phạm Hạp được phong làm vệ úy, còn Phạm Cự Lượng được phong làm thị vệ quan. Năm 979, triều đình nhà Đinh xảy ra biến động lớn. Cả Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị sát hại. Vệ vương Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi. Dương Văn Nga trở thành Thái Hậu. Vì vua còn nhỏ nên thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm nhiếp chính, xưng là phó vương. Các trụ cột trong triều đình cho rằng Lê Hoàn gây bất lợi cho vua nhỏ, có thể cướp ngôi nên khởi binh chống lại. Đại Cổ Việt rối ren, anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng cũng chọn hai con đường riêng. Phạm Hạp đi theo các quan trụ cột của nhà Đinh, còn Phạm Cự Lượng thì ủng hộ Lê Hoàn. Thời điểm đó, vì thấy Đại Cổ Việt rối ren nên nhà Tống đã nảy ý đồ đánh chiếm. Đứng trước nạn ngoại xâm, năm 979, Lê Hoàn chủ động đánh tan nhóm phản đối. Đinh Điền chết trong trận đánh, Nguyễn Bạc bị chém đầu, Phạm Hạp bị bắt giải về kinh thành. Không muốn anh mình bị chết, Phạm Cự Lượng xin được thuyết phục. Tuy nhiên, Phạm Hạp trước sau trung thành với nhà Đinh, tha chết không hằng. Cuối cùng thì Phạm Hạp bị xử tử. Lê Hoàn thống nhất nội bộ trong nước khi quân Tống đến, nhưng ông không phải nhổ cỏ tận gốc mà là trọng dụng gia quyến của những vị đại thần này. Con trai của Nguyễn Bạc là Nguyễn Đê vẫn được cử làm tướng, sau này được phong làm hữu điện tiền chỉ huy sứ. Phạm Cự Lượng vẫn được Lê Hoàn tin dùng, Thái hậu Dương Văn Nga phong cho Phạm Cự Lượng làm đại tướng quân. Tháng 7 năm 980, Phạm Cự Lượng đem quân đi chống giặc. Trước lúc tiến quân, Phạm Cự Lượng hội quân sĩ ở cửa Đào Lâm, nay là thôn Đào Lâm, xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn và nói rằng: "Bây giờ quân giặc sắp vào cõi mà chúa thượng hãy còn nhỏ tuổi, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng ta? Chẳng bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên ngôi thiên tử đã, rồi sau sẽ xuất quân." Quân sĩ nghe nói đều hô vang vạn tuế. Sau đó Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đại tướng Phạm Cự Lượng được làm thái úy. Như vậy có thể thấy rằng trước tình hình đất nước lâm nguy, Phạm Cự Lượng không hận việc anh trai bị giết mà quyết định đưa Lê Hoàn lên ngôi vua nhằm chống giặc. Cuối mùa xuân năm Tân Tỵ 981, mọi mũi tiến quân của quân Tống đều bị quân Đại Cổ Việt phá. Tướng giặc Hầu Nhân Bảo chết trận, quá nửa quân Tống bị tiêu diệt nên buộc vua nhà Tống phải xuống chiếu lui quân. Năm Nhâm Ngọ 982, đại tướng Phạm Cự Lượng phụng mệnh vua đi đánh Chiêm Thành, đại thắng tại Đông Dương, kinh đô Chiêm Thành, để rửa hận vua Chiêm vô cớ bắt sứ giả Đại Cổ Việt. Mùa thu năm Quý Mùi 983, Phạm Cự Lượng được vua tin dùng giao trọng trách đi khai sông mới, từ Đồng Cổ đến Bà Hòa, tức từ Đan Nê, Yên Định đến Đồng Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa ngày nay. Trên đắp thành đường, dưới khai thành sông lớn để lưu thông thủy bộ. Cũng trong năm này, Phạm Cự Lượng còn chỉ huy đào cảng Đa Cái ở Hoan Châu, tức Hương Cái, Hương Nguyên, Nghệ An ngày nay. Ngày 12 tháng 9 năm Giáp Thân 984, Phạm Cự Lượng mắc bệnh sốt rét, mất tại Đồng Cổ, nơi ông đang làm việc. Nhà vua thương tiếc sai người đem tướng cữu hồi kinh và an táng tại phía nam Bồ Sơn. Năm đó, Phạm Cự Lạng mới tròn 41 tuổi. Ghi nhớ công ơn đại tướng Phạm Cự Lượng,
ở Đồng Cổ và Đa Cái hiện còn đền thờ ông. Tại Hà Nội, đời vua Lý Thái Tông năm 1028 đến 1054 giao cho bộ lễ viết sắc phong, thần Phạm Cự Lạng làm hoàng thánh đại vương. Lựa chọn và hành động của Phạm Cự Lượng đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng sự lựa chọn của Phạm Cự Lượng có tầm nhìn, biết lựa chọn người có thể gánh vác Giang Sơn. Khi Giang Sơn xã tắc lâm nguy, ông có thể bỏ qua thù nhà, đưa Lê Hoàn lên ngôi vua. Nhờ đó mà Đại Cổ Việt có thể đánh bại quân Tống, giữ được độc lập dân tộc. Nhưng cũng có người cho rằng việc làm của Phạm Cự Lượng là bất trung với nhà Đinh, vì lợi ích mà quên đạo nghĩa. Vì là cái nhìn lịch sử nên sẽ có tính chủ thể, và vì có tính chủ thể nên việc nảy sinh tranh cãi là đương nhiên. Tuy nhiên, để nói về công hay tội của một người, có lẽ chúng ta nên nhìn vào kết quả lịch sử. Cần xét xem việc người đó làm có tổn hại đến đất nước hay không. Và rõ ràng rằng việc Phạm Cự Lượng làm không hề tổn hại đến Đại Cổ Việt thời điểm đó. Có lẽ theo Phạm Cự Lượng, nhiệm vụ giữ gìn độc lập dân tộc không phải là giữ gìn một triều đại của một dòng họ nào, mà là lựa chọn được người xứng đáng và có khả năng để làm được nhiệm vụ đó. Và kết quả đã chứng minh người cầm lái con thuyền quốc gia đang cơn nguy biến. Thống lĩnh nhiệm vụ chỉ huy cuộc chiến tranh giữ nước trước quân Tống lúc bấy giờ không ai xứng đáng bằng thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Quy luật của các triều đại phong kiến là triều đại này suy tàn và sụp đổ thì triều đại khác sẽ lên thay. Và xét trong lịch sử các triều đại phong kiến ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, thì hiếm có cuộc thay đổi chúa từ dòng họ này sang dòng họ khác mà không có sự đổ máu dù ít hay nhiều. Nếu không phải Lê Hoàn mà là một ai khác thì chắc chắn cũng sẽ khó có lựa chọn khác. Và có lẽ chính Phạm Cự Lượng cũng hiểu được điều đó. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share video để không bỏ lỡ những nội dung thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.